4 tiền 3 sao hay là dụng thần bậc 4 3 sao là một điều rất khó xảy ra trong một trận xếp hạng và còn khó gấp bội tại mức rank thách đấu khi lobby ai cũng cần điểm và họ sẵn sàng giam lại tướng ngăn cản anh em lên trúng bên 3 sao. Vậy sẽ ra sao khi xuất hiện một vị á thần trong lobby? Ngày hôm nay, các phân nhân phẩm sẽ đem đến cho anh em một trận đấu của anh chàng Dishop. Giới thiệu một chút về anh chàng này. Dishop là một tuyển thủ rank thách đấu server Bắc Mỹ nhiều mùa và cũng đã từng đạt top 1 ở máy chủ Bắc Mỹ rất nhiều lần. Số điểm cao nhất đã từng đạt được là hơn 2.000 điểm tại máy chủ Bắc Mỹ. Và được rồi, không dài dòng nữa, vào việc luôn thôi nhờ. Ở vòng đi chợ, với khởi đầu này, anh nhặt cho mình một gậy phép. Việc meta hiện nay đang xoay quanh chiến binh rồng và đuôi ngay Soria rồng thần. Nếu những bài đánh gây sát thương bằng sức mạnh phép thuật, thì đánh giá gậy phép đang là món đồ hot để ghép cho mình những đồ đam về sau. Ở vòng đầu tiên, Dishop có cho mình một Yone, trước hiệu ứng Huyễn Long và Tada, đây là Huyễn Long hải tặc. Ba con mèo meo cùng Leona xuất hiện ở cửa hàng, bắt luôn, chứ chần chừ gì nữa. Ngay sau đó, tại cửa hàng xuất hiện thêm hai Malphite nữa, kết hợp cùng một Malphite đã có trên sân, Dishop bán đi mèo meo meo, mua luôn để có lên cho mình Malphite 2 ngay sau đó. Với việc ba tên quái đầu thì ra cho Dishop thêm một cung gỗ, đồng nghĩa với việc anh có tới tận hai hòm vàng. Anh có ngay cho mình 10 vàng ngay trong tên quái. Và đây có lẽ là một trận đấu suôn sẻ của anh khi có một lượng kinh tế dồi dào ngay khi khởi đầu trận đấu và ưu điểm một tiền 2 sao có thể giúp cho việc đép máu trở nên dễ dàng hơn. Và Huyễn Long hải tặc cũng giúp cho anh chàng có thêm lượng tiền đầu trận đấu. Có tiền thì mới làm phiền thiên hạ anh em nhá. Lõi công nghệ dâm thần đầu tiên là một chiếc lõi bạc. Anh chọn luôn tụ điện vì hai lý do. Đầu tiên, bàn cờ của anh đã có sẵn màu phai 2 sao, vì thế ưu điểm này sẽ sống được lâu hơn trong combat. Kết hợp với tụ điện sẽ gây thêm nhiều sát thương hơn. Và đến một lõi không ép bài từ sớm, nó giúp anh xoay chuyển đội hình dễ dàng hơn trong giai đoạn cuối trận đấu. Up cấp 4, cho khỉ buồn vào sân để kích hai chiến binh, đắn đo một lúc và quyết định tối ưu cuồng đao cho Yone. Nhà đầu tiên anh gặp là một nhà mới chỉ level 3 và chả có lý do gì để anh nhận thất bại trong trận đấu này cả. Vòng 2.2, cửa hàng thưởng cho anh ngay bộ ba kim long, sau đó khiến anh phải thốt lên rằng What the? Huyễn Long hải tặc mới cho anh được một dương, còn chưa tới biển Tây để tới đại hải trình One Piece, cùng băng hải tặc mũ dơm đã phải nhường chỗ cho bộ ba kim long này. Món đồ kim long là đầu tư kiên định, cùng đa được nhường lại cho gấu đần Volibear. Để thua nhà người chơi tiếp theo, bước vào vòng đi chợ, anh nhặt về găng đấu tập. Một khởi đầu thật tốt giúp anh một lượng máu ổn định cũng như lượng vàng dồi dào khi kết thúc năm round đấu đầu tiên. Anh có cho mình gần 40 tiền và có một mẹo để tích số item đầu tư kiên định này mà anh em cần lưu ý. Ở đây, Dishop đã xếp cho mình Nasus solo với hai quái to để Nasus chết nhanh hơn. Do đó, việc tích số để có Nico trợ giúp trở nên dễ dàng hơn. Tất cả những món đồ kim long để có tương tác trong vòng quái để được hack tiền. Anh em hãy chú ý đến những mẹo vặt này nhé. Một lần này, máy đá trả cho anh rất nhiều đồ, một găng đấu tập, một cái váy và một kiếm BF. Vòng 3.1, tối ưu combo đồ quốc dân cuồng đao huyết kiếm và bốc bắt họ không được đi xúc ghép để giữ máu. Vòng 3.2, lõi dùng thần tiếp theo là một lõi bạc. Ba sự lựa chọn là bản thân một khổng lồ hóa và năng lượng xanh. Rõ ràng chỉ có khổng lồ hóa thích hợp trong thời điểm này, mặc dù đây không phải một lõi combat. Thế nhưng Dishop không muốn rôn lõi vì thứ nhất, đây chỉ là một chiếc lõi bạc, không tác động quá nhiều lên ván đấu và anh không muốn mạo hiểm trong việc rôn lõi, anh chọn cho mình khổng lồ hóa. Cửa hàng lúc này xuất hiện cho anh một Siphon, đây là một unit quá hoàn hảo để anh hướng tới sau này khi anh đang có hai đồ chuẩn Volibear đang cầm. Bài đấu ám ngọc với sự xuất hiện của Siphon cũng là một bài đấu tuy giảm sức mạnh ở phiên bản 12.20 nhưng vẫn là bộ cờ hot pick, cộng thêm lượng tiền dồi dào tôi đã tích góp từ trước đó, chẳng có lý do gì để không ôm về con tướng này cả. Sau khi chiến thắng ở vòng 3.2, Rios đã thưởng cho anh thêm một Pantheon, mời gọi anh chơi bài đấu ám ngọc. Ở vòng đi chợ, tiếp tục nhặt về một con Pantheon cầm váy. Giờ đây, Dishop đã có cho mình tới hai Pantheon. Vòng 3.5, những chuyến ngày ngậm đắng nuốt cay để đầu tư đã kết thúc. Ở vòng đấu 3.5 này, anh nhận về khoản tiền tiết kiệm của mình và lãi suất, đã tích đủ 8 số của đầu tư kiên định. Tiếp tục chiến thắng ở vòng đấu này, ngọn lửa Winstreak của anh đã được thắp lên, cứ ngỡ sẽ được Winstreak 5 để bước vào bã quái tiếp theo. Những kịch bản ấy đẹp, nhưng rất tiếc là không xảy ra. Anh mất cả chuỗi thắng mới nhú của mình ngay ra trước rào quái. Bãi xóa án ủi anh sau trận thua vừa rồi bằng cách tiếp tục trả cho anh rất nhiều đồ, hai gậy phép và một kiếm BF. Vòng 4.2, lõi công nghệ dùng thần cuối cùng, anh chọn cho mình thăng hoa, được chiếc lõi này là một chiếc lõi combat, có thể giúp anh gây đam nhiều hơn sau 15 giây. Và đây cũng là giai đoạn những cơ thủ xả tiền để update đội hình, thế nhưng Dishop lại là ngoại lệ. Không phải là anh không update đội hình, mà bởi vì anh update đội hình của mình chẳng tốn một vàng nào để ngôn tìm kiếm. Cửa hàng tự ra cho anh Pantheon 2 sao và Siphon, bán đi Malphite, bốc đồ để lắp cho Pantheon, đẩy đi mảnh váy trước đó đi chợ đã nhặt, lên luôn cấp 8. Combo cuồng đao huyết kiếm được lắp cho Siphon, thêm quyền trượng giả kim vì con tướng này có khả năng kill liễu nơi mục tiêu tốt, sẽ đem lại thêm một chút vàng cho Dishop. Và tối ưu nổ xét cho Yasuo, bàn tay kim cương cũng được cho vị tướng quốc dân này để anh chàng sống sót lâu hơn trong giao tranh, để có thể nhiều pha Hasegi hơn. Đối đầu với anh lần này là một nhà bạo long hiến tế Zeke, với việc còn nguyên 50 tiền chắc hẳn ông thần này đã không update đội hình rồi. Suen 1 thêm gì có tuổi với Siphon 2 cùng đứng tối cao quá chứ. Một chiến thắng dành cho Dishop. Vòng 4.3,
tháo đi bàn tay kim cương ở vòng đấu tiếp theo để linh hoạt hơn trong việc chọn đối tượng để chống chịu. Anh chạm trán với Setsuko sau đó với đội hình Olaf đổ lòng Gary. Ở khoan, Setsuko có lõi gì thế này? Đánh sát thương vật lý mà lại chọn khảm bảo thạch, chắc hẳn lõi dòng thần cuối cùng của anh ta phải xấu lắm mới thể lựa chọn chiếc gói gần như không tác dụng gì với đội hình này. Hai chủ lực của Dissop lấy được máy chiếu của Setsuko, nhận thấy Olaf đang focus vào vị trí của Jack. Anh cho tướng này dùng bàn tay kim cương để trụ thêm một thêm vài giây nữa. Bàn thiên của anh bắt đầu bật chế độ dân tổ, cầm phóng lợn, xiên bất kỳ ai trong tầm mắt của gã. Siphon vận sức nhưng cú hút đầu tiên không được đẹp lắm. Yasuo học đòi và phải ngã ngựa trước lưỡi dìu của các đồ tể. Siphon sau khi được Olaf tích đầy nộ, lao vào Olaf cắn xé, kết thúc cuộc đời của chàng tiểu phù xấu số. Nhặt về cung gỗ ở vòng đi chợ tiếp theo và tối ưu cho mình diệt khổng lồ, hoàn thành 3 món item của Siphon. Sở hữu Siphon 2 3 đồ chuẩn cùng với Pansip cầm bốc đồ, chẳng có lý do gì anh lại mất streak trước rào quái một lần nữa cả. Ở vòng điếu dòng thần, Dishop lấy về tông đạo, máy chiếu, bàn tay hỏa tiễn cùng một mảnh cung của cuồng đao ở vòng điếu dòng thần. Tại thời điểm 5.1, anh là một đại gia, ông vua tiền tệ khi sở hữu cho mình 86 tiền ở level 8, lại có thêm một Nico nữa. Game đấu này chắc chắn sẽ có một vị tướng 4, thậm chí là 5 tiền 3 sao dành cho Dishop. Thông thả lên cấp những vòng tiếp theo nhưng không quên để cho mình 80 tiền, giúp cho những món đồ kim long phát huy được tối đa sức mạnh. Lên cho mình cấp độ 9 ở ngay vòng 5.6, còn tận hơn 50 tiền. Dishop đích thực là một đại gia chân đất trong trận đấu này. Anh không hề vội vã hay căng thẳng vì lượng máu của anh còn tận 86 máu. Aoshin xuất hiện trong cửa hàng, thay thế dòng thần cho Yasuo. Với cùng đao và diệt khổng lồ, Aoshin sẽ tỏ ra vượt trội hơn so với đấng. Bãi bột xanh cho anh thêm một nỏ xét. Khi đập đá ở Colon, những hòm sáng cũng hiện ra. Theo đó là một Nico được ẩn chứa trong đó. Món quà tiếp theo Red muốn gửi cho anh. Trận đấu này, chàng trai chúng ta thực sự quá may mắn. Tới vòng 6.1, anh xả mạnh tiền để tìm kiếm những dòng thần mạnh mẽ thay thế đội hình. Sau một lúc sử dụng sức mạnh đồng tiền, thành quả cuối cùng của anh là Savannah 2 sao và thêm 3 Pantheon nữa. Chỉ cần thêm một Pantheon xuất hiện ở cửa hàng rồi, cùng với 2 Nico, anh hoàn toàn có thể lên cho mình Pantheon 3 sao. Chạm trán với anh ở vòng đấu 6.1 là một cơ thủ cũng sử dụng đội hình Exodia dòng thần. Và mặc dù máy chiếu của anh đã chiếu đúng ở vị trí của Terra cũng như Aoshin, nhưng còn đó một bầy rồng cuồng loạn đúng nghĩa với tất cả các tướng trên bàn cờ đội hình địch đều đã cắn mốc 2 sao. Bàn tay hỏa tiễn kéo cô Itasoka về với bờ vai của Pantheon. Chàng trai trẻ trâu này không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, cầm phóng lợn xiên Soraka, nhưng trước khi ra đi, Soraka đã kịp vận chiêu lần cuối để hồi thêm chút máu ít ỏi. Sấm sét nổi lên, hai Aoshin được tăng mạnh tốc đánh, Savannah cũng cất cánh bay lên, đáp trúng vị trí cầu lên sâu đại hiệp. Nhưng Aoshin bên địch đã tích đủ năng lượng để ra chiêu, và đội hình của Dissop cũng rủ nhau đi ngắm gà quả thần. Chi tiền ở vòng đấu tiếp theo, lần này anh đã có được 7 Pantheon cùng 6 Siphon, nhưng anh vẫn chưa đi cô vội, với tham vọng sẽ lên cả Siphon 3 sao và Pantheon 3 sao, ôm thêm cả Yasuo 2 sao và một Soraka chỉ đơn giản bởi vì anh đang giàu. Anh lại tiếp tục để thua nhà người chơi tiếp theo khi họ sử dụng đội hình Mam Mam Pháp Sư 3 sao cùng 3 đồ vẽ hơn cả họa sĩ Picasso, lại bonus thêm cả 2 cốc sức mạnh, cú khăng Mam Mam thổi bay 18 máu của Dissop. Cái lobby để điên thật đấy, nhà nào cũng khỏe hết. Và sau trận thua cay đắng vừa rồi, Riot lại tặng thêm Dissop một Siphon nữa. Dường như Riot đang cố muốn nói với Dissop rằng trận này phải top 1. 8 Siphon cũng 7 Pantheon, vẫn chưa phải là một tướng nào đó 4 hay là 7 tiền 3 sao. Anh lại để thua trước một nhà dòng thần Exodia khác. Trời không phụ lòng người, lại một Pantheon xuất hiện ở cửa hàng. Đây là mảnh ghép còn thiếu cuối cùng của anh. Đối thủ của anh chơi rất fair play khi chỉ ping và passive, chứ không ý định phá khoảnh khắc hạnh phúc của anh. Điều gì đến cũng sẽ đến, ác mộng của lobby đã đến. Hai Nico được sử dụng cho hai tướng là Siphon và Pantheon. Vòng 6.5, thêm điện Long Thera vào sân để cho Pan cùng Siphon nhận được hiệu ứng giảm sát thương. Cặp đôi ám long này sẽ là nỗi ám ảnh kinh hoàng cho lobby. Tại đấu nhà Exodia với Aoshin và Alden Soul Carry, lần này máy chiếu của anh không phát huy được nhiều tác dụng khi không giảm được năng lượng những carry chính của bên địch. Nhưng điều đó dường như chẳng quan trọng nữa. Có vẻ như chiến thắng đã được dự đoán từ trước. Pantheon vận chiêu lần đầu, xiên chết Soraka, bị kéo đi cùng với Idas, nhưng còn đó Terra đã được ghép bàn tay kim cương. Vậy nên chú rồng đất này vẫn còn sống sót trước đợt tấn công đầu tiên của chiến thần Pansip. Bát hóa vàng trúng vị trí của Pantheon, sấm sét cũng được nổi lên và cùng lúc Savannah bên phía Dissop cất cánh. Siphon đã vận đủ chiêu, húc phát đầu tiên nhưng chúng ngay Terra đang hóa kim cương. Vì thế cú của chú rồng này gây ra zero dam. Aurelion Soul vận chiêu, hố đen vũ trụ nổ trúng vị trí của Siphon cùng Pantheon. Aoshin phía bên địch cũng tích đủ mana để tung chiêu và anh nhận một trận thua rất ư là xàm xí tới tích nhà người chơi Exodia, và anh dừng lại vị trí top 3 với sự ngỡ ngàng cây chát và chính bản thân mình. Và chung quy lại, tướng bậc 4 3 sao cũng mạnh đấy, nhưng có biết ác long thượng giới Aurelion Soul những cái bạn hay không? Vậy là chúng mình vừa phân tích xong trận đấu của thần Dissop và chiến binh Pantheon và Siphon 3 sao, những chủ quan không xếp bài kỹ nhận lấy trận thua cay đắng. Nếu anh em thấy thích thú với trận đấu này, hãy để lại cho cà phê nhân phẩm một like, một đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ bọn mình trong thời gian tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.
Bạn đang tìm nơi để thỏa mãn đam mê với Liên Quân Mobile. Nếu vậy còn chần chờ gì nữa mà không có đến ngay với kênh YouTube Cà phê Liên Quân, nơi cung cấp những góc nhìn đa chiều về phân tích meta, hướng dẫn lối chơi cũng như các thông tin sống động nhất về thế giới eSports AOV nha. Nghe là hấp dẫn hot hoàn hot liền đúng không ạ? Link kênh YouTube tụi mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả nha. Lên được thôi nào, let's go!